Putin tiếp theo đây cho hay có 7 người Việt đã bị bắt giữ tại Nhật Bản về tội ăn cắp. Thưa quý vị, vào hôm thứ Bảy vừa qua, thì cảnh sát của tỉnh Nara, Nhật Bản cho biết đã vừa bắt giữ 7 công dân Việt Nam với cáo buộc là ăn cắp thực phẩm, chức năng và mỹ phẩm để bán về Việt Nam. Theo Japan Today đưa tin, thì nhóm người này do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu. Những người này giả vờ mua sắm để ăn cắp hàng hóa từ các nhà thuốc và cửa hàng bán đồ thể thao ở ít nhất là 18 quận, trong gần 250 lần kể từ tháng 1 năm 2015 cho tới tháng 2 năm nay. Ước tính là giá trị số hàng bị trộm lên tới gần 25 triệu yen. Ngân sách cho biết là 7 nghi phạm người Việt này đến Nhật Bản theo diện sinh viên trao đổi và chương trình đào tạo cho lao động ngoại quốc. Cảnh sát hiện nay cũng đang điều tra phương thức số hàng bị đánh cắp trên được đem về bán tại Việt Nam. Thủ lĩnh băng nhóm khai rằng ông ta thực hiện hành vi ăn cắp này là để kiếm tiền trang trí.